chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay mình ăn miếng trộn của người Hàn Quốc nha các bạn. Miếng này là mình mua ở ngoài chợ về đó. Mình mới bào thêm một ít cà rốt vô. Đó, ăn cho nó ngon. Giờ bào cho hết cái củ này đi ha. Thì người ta bán miếng, đa số miếng là nhiều chứ ít rau củ, thì mình bào thêm nha các bạn. Nay ăn miếng trộn Hàn Quốc nha các bạn. Mình mua ngoài chợ về đó. Bây giờ mình hâm lại cho nó nóng lên, xong mình bào ít cà rốt vô nè. Đó, từ nãy giờ bào hết một củ cà rốt rồi ha. Rồi, trộn lên. Wow, hấp dẫn quá. Dặn bếp lên chút xíu. Hồi nãy mình cũng cắt vô đây một ít hẹ rồi đó các bạn, nhưng mà mình thấy chưa có đủ, mình cho thêm hẹ nha. Ngon ha. Rất là thơm. Thì mình mua về thôi, mình bỏ thêm rau củ rồi mình nêm thêm một chút xíu gia vị mà mình thích ha. Nước miếng ngon chưa các bạn? Nhìn những cọng miếng ngon ha. Xèo xèo. Mình bỏ chút xíu dầu, khi chút xíu hành, mình xào sơ lại cái miếng này, ăn cho nó nóng. Tại mua ngoài chợ về người ta bỏ tủ lạnh đó. Giờ mình cắt thêm miếng cà rốt rồi, một củ cà rốt rồi đó các bạn. Bây giờ mình cho thêm ít hẹ vô nha. Đây, hẹ lá mình mua rất là tươi. Cắt hẹ vô ăn cho nó hấp dẫn, cắt khúc khúc nha. Wow, ngon quá. Lâu lắm rồi chưa được ăn miếng xào. Miếng này người ta trộn thôi mà mình mua về mình xào lại các bạn. Ăn cho nó đỡ lạnh bụng nha. Cọng miếng nó dẻo, rất là ngon. Rồi, xong rồi đó. Về đổ ra dĩa thôi. Mình sẽ ăn chung với cua. Cua nhỏ nhỏ này các bạn. Chút xíu mình sẽ hâm luôn cái cua này nha. Chảo miếng xào Hàn Quốc mình đã xào xong rồi đó các bạn. Xào với rau quả xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ đổ ra dĩa này. Mình để sẵn những khoanh hành tây tím nè. Ăn chung với miếng này rất là ngon. Wow. Thơm quá chừng các bạn ơi. Mấy đứa nhỏ nhà mình thì không thích ăn miếng. Đợt trước mình mua về một lần rồi. Mấy đứa nhỏ thích ăn cái mì vàng xào với là mì Ý hơn các bạn. Mì Ý đó. Wow, nhìn ngon chưa các bạn? Rồi, rác vô đây tí tiêu. Rồi, bưng ra bàn ăn với cua. Chắc mình ăn cũng không hết đâu. Cái này có ông xã rủ ăn chung được. Rồi bây giờ cái cua này, người ta bán cua tẩm bột, người ta chiên này các bạn. Bây giờ mình cũng hâm lại luôn ha. Đó, hâm lại, bỏ vô đây. Ở trong này nó có dầu sẵn rồi các bạn ơi. Mình chỉ rang qua rang lại thôi là nó giòn tan lên, là mình ăn được rồi. Không cần bỏ dầu nữa nha. Rồi mình sẽ ăn ha. Rất là ngon đây. Thơm quá chừng. Cái cua này thì mình lấy trong tủ lạnh ra đó các bạn. Mình đậy lại chút xíu ha, cho nó nóng cái cua ở trong ha. Vặn lửa nhỏ xuống. Rồi chuẩn bị xong là mình đổ ra dĩa ăn thôi nè. Chuẩn bị xong là mình sẽ đổ cua ra dĩa mình ăn thôi. Wow, bún rất là ngon. Rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra dĩa, mình ăn chung với miếng này ha. Wow. Thiệt là hấp dẫn. Mua đồ ăn về hâm lại ăn nhanh ha. Nấu thì lâu hơn. Rồi bây giờ mình sẽ ra bàn ăn thôi các bạn. Chào các bạn, mời các bạn cùng ăn miếng Hàn Quốc với mình nha. Để mình gắp lên mời các bạn nè. Xin mời các bạn. Gắp hơi bự ha.
Rồi bây giờ ăn thôi các bạn. Wow, thử xem. Rất là ngon. Nghe mùi dầu mè. Người ta bỏ mè, bỏ nấm mèo, rồi ớt chuông, rồi cà rốt, người ta bỏ ít thôi. Mình về mình thêm vô. Mình thêm hẹ vô nữa các bạn. Lá hẹ ăn rất là ngon, thơm và giòn lắm. Các bạn mua về ăn thử nha. Cái loại miến này người ta bán ở trong cái bịch khô nữa. Bữa nào mình mua về mình luộc lên, mình trộn theo cách của mình, mình trộn theo cách miến trộn của Vinh Nguyễn Thị cho các bạn xem nha. Kiểu trộn của mình sẽ khác kiểu của người Hàn. Ăn cũng rất là ngon. Ngon quá. Wow. Không quên cắt theo những khoanh hành tím. Ngọt. Cay cay. Nhưng mà vị ngọt nhiều hơn. Cua này giống cua đồng quá các bạn ha. Nhưng mà không phải cua đồng đâu. Các bạn thấy không? Mình quay cái màn cua cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy con cua nhỏ nhỏ này giống cua đồng không? Nhưng mà nó khác. Mình không biết cái loại cua này có bán sống ở ngoài chợ không. Thấy người Hàn Quốc người ta chiên bột người ta bán. Ăn cũng rất là giòn. Cái xương cua của nó, cái vỏ cua nó rất là mềm các bạn. Mềm hơn cua đồng nữa, nó giòn rụng mà. Ăn thử nha, cắn coi. Giòn. Thịt cua nó trắng tinh luôn. Wow. Ngon quá. Nó nhiều thịt hơn cua đồng đó các bạn. Thịt rất là nhiều. Hôm nay ở ngoài trời á, đang bão sao các bạn. Gió thổi mấy cây cối của mình ngã hết trơn luôn. Lúc nãy mình cầm máy quay phim định ra vườn đào củ cà rốt cho các bạn xem. Đào củ cà rốt được củ nào vô nhà rửa ăn luôn. Nhưng mà gió thổi đó, cánh cửa đập đập các bạn nghe không? Gió ù ù ở ngoài á. Cho nên chuyển ý ăn miếng trộn Hàn Quốc. Chừng này chắc mình ăn không hết đâu. Ăn xong để dành chiều hâm ăn tiếp. Ok ha. Dĩa như vậy làm cho đẹp mắt thôi chứ mình ăn không thể hết được. Rất là ngon. Wow. Cái lá hẹ mình xào sơ sơ thôi. Nó giòn. Cà rốt mình cũng xào sơ thôi. Rất là ngon nè. Wow. Bây giờ là gần cuối tháng 12 rồi các bạn. Đến tháng 1, tháng 2, bắt đầu tháng 3 là hoa đua nở, mùa xuân tới. Mấy cây táo, cây lựu, không có cây lựu, mấy cây táo, cây lâm, cây mận của mình không biết có ra hoa không. Cherry rồi cây đào. Bây giờ cũng chưa trồng hết nữa mà muốn người ta ra hoa.
Lúc nãy mình hâm cái miếng này đó, mình có cho chút nước lạnh vô nha các bạn. Khoảng 4 muỗng canh nước lạnh, tại vì người ta bỏ trong tủ tủ lạnh đó, cái miếng nó hơi khô. Mình hâm như vậy cộng miếng nó mềm dễ ăn. Uống miếng nước các bạn. Các bạn thấy mình uống nước này xong các bạn hỏi là cái trái này là trái gì ở trong cái ly nước của mình. Trái này là trái Nam Việt Quốc nha các bạn. Đó, trái Việt Quốc khác, còn trái này là trái Nam Việt Quốc. Nó rất là chua. Các bạn thấy không? Cái trái nó đỏ tươi à. Nhìn hình dạng cũng giống trái Việt Quốc lắm nhưng mà nó chua, ở trong nó rất là rỗng, không có gì hết. Đó. Chua thì là chua nhưng mà mình thích cái vị của cái trái này. Mình làm nước này, mình lấy cái trái này mình vắt vô trong này mấy trái cho cái nước nó chua chua. Xong mình có bỏ đường vô trong này với đá thôi là uống. Đó. Vừa uống nước ngọt ngọt rồi nhai cái trái này chua chua rất là ngon. Wow. Ăn trái nữa ha. Khó lấy quá chừng. Trái này ở Mỹ gọi là trái cranberry. Đó, trái Nam Việt Quốc. Chua thiệt là chua. Wow. Giờ ngồi đây ăn miếng không có chuyện gì vui vui kể cho các bạn xem ha. À, kể chuyện ngày xưa mình đi học. Ngày xưa đi học thì đạp xe đạp đi chắc cũng 1 tiếng rưỡi đồng hồ các bạn. Mình đạp từ ngã ba Vũng Tàu mà lên tới trường ở Biên Hòa đó, mình học ở đó đó. Đi lúc nào cũng phải là 1 tiếng rưỡi mới tới. Thì có khi mình đi xe buýt, có khi mình đi xe đạp. Nhưng mà ngày xưa đi học vui lắm. Lúc đó thì mình mặc áo dài hay xả tóc dài rồi kẹp hai bên nè. Rồi nói chung lúc thời con gái là chỉ nổi bật có một cái đầu tóc thôi. Đầu tóc đi đâu ai cũng kêu qua tóc mượt, tóc đẹp. Nhưng mà khi mình mặc áo dài mình đi vậy á, cái tự nhiên mình đang đi như vậy, cái có ba anh chàng. Mình đi học á thì mình chỉ tự tin có cái mái tóc thôi, rồi mặc áo dài nhìn cũng tươm tắt. Vô học đầu năm của cái trường đó, xong rồi học khoảng lớp 11, 12 gì đó, lớp 11 đó, mình nhớ là lớp 11. Cái mình mặc áo dài, mình chuẩn bị đi lên cầu thang, cái có ba anh chàng chạy theo nói là em gì đó ơi, ở ngoài sau em xinh quá, giống như là quay lại cho ba anh xem mặt. Cái xong rồi cái mình đâu có quay đâu các bạn, mình biết là quay lại cách gì người đó cũng bị ngã hay là bị gì đó. Mình cố tình chọc ba anh chàng đó leo lên tới lầu năm. Lúc mà ba anh chàng đó chạy theo mình á, mình nghe ba anh chàng nó nói chuyện là em mày, con nhỏ đó có đẹp hay không mà hành mình chạy lên tới lầu năm dữ vậy, giờ sao bay, đừng chạy theo nữa được không, thấy nó không quay mặt lại thấy có vấn đề rồi đó. Cái sau rồi khác mình mất cười quá, mình đang chạy mà mình vừa mất cười nữa. Cái sau mình, lớp của mình á là ở lầu 1 nhưng mà mình cố tình mình chạy lên tới lầu 5 luôn. Cuối cùng á, lên tới nơi rồi mấy anh chàng lên tới nơi thở vậy nè. Em ơi, em quay lại cho anh nhìn cái đi em ơi. Mình trả lời là ủa mấy bạn thích mình quay lại cho mấy bạn nhìn hả? Cái xong đó thì mình chuẩn bị tinh thần quay lại nha các bạn. Chuẩn bị mình quay lại nè. Cái mình làm vậy nè các bạn. Mình đưa cái hàm dưới mình ra. Đưa cái hàm dưới mình ra vậy nè. Rồi mình quay lại. Xong mấy anh chàng nói là chết tao rồi bay ơi, đụng nhỏ móm.
nó xấu quắc luôn, mà nó hành mình chạy lên tới lầu năm. Không hiểu sao mà mình mắc cười quá, mình cười tại chỗ, mình không có còn làm được cái cầm móm nữa. Mình quay lại mà mình đưa cái cầm móm như ok mấy anh thấy chưa. Mình tức cười quá, mình không có đóng vai móm nữa mà mình cười, cười ngất, cười ngay luôn, cười mà chịu không nổi luôn. Cái sau rồi cái mình lại thấy ba chàng trai đó giống như đứng trách với nhau, tao nói mày rồi mày đừng có chạy theo, rồi tao nói mày rồi mày đừng có dí theo mà mày cũng dí theo. Cuối cùng thấy ghê chưa, thấy nhỏ thấy xấu quá không. Cái sau rồi mình cười quá chừng mình đi xuống, cái sau có một chàng trai thấy là mình không có bị không bị móm mà cũng được được, kêu ủa nhỏ lắm đâu có bị gì đâu mày, nó cũng dễ dễ thương thương mà, thôi để tao theo cho. Cái sau mình đi xuống lại, các bạn đi xuống lại, mình đi xuống lớp lầu 1 của mình vô trong đó mình ngồi mình học. Cái anh chàng mà nói nhỏ đâu có bị gì đâu mày, cái đứng cửa sổ nhìn các bạn ơi. Từ đó là cái anh chàng đó là ngày nào cũng trong cái si, đi học lúc nào cũng ra trước cổng á các bạn, đứng ngay trước cổng á, ôm cái cặp, cái đứng nhìn mình vậy nè đó. Mỗi lần mình đi ngang qua, mình dắt xe đạp đi ngang là ảnh cái đứng ảnh nhìn theo vậy, xong mình nhìn lên là ảnh gục xuống. Sau rồi cái ấy, thì cứ theo vậy thôi tới khi mình không có để ý tới, riết hồi anh ấy chán rồi cũng không có đứng nhìn nữa, mình không có thích cho nên mình không để ý tới, cũng không có hỏi thăm bạn này bạn kia luôn, tại giống như mình thấy nhìn sao mà giống con nít mà choi chóc, mình không có thích. Cái sau rồi cái mình cũng không có để ý hỏi tới gì hết, cứ đi học là cắm đầu đi về, rồi riết hồi anh chàng ta đứng 1 tháng rồi 2 tháng 3 tháng thấy mình chọc mình nói chọc mình rồi nói chuyện rồi chọc đủ thứ mà không thấy mình trả lời lại, rồi riết hồi thấy biến mất luôn. Rất là vui, ngày xưa đi học vui lắm đó, xấu xấu quắc quắc nhưng mà cũng vui. Ngày xưa đi học mình ôm nhô ôm nhóc nhìn không có xinh lắm nhưng mà hình như là có duyên nè. Ngày xưa mình đi học á thì được mang tiếng là không có được xinh lắm nhưng mà giống như là có duyên ăn nói. Lúc mà mình nói ra lúc nào người ta cũng cười, cười ngất cười ngay hết trơn á, lúc đó mình rất là hài cho nên cũng có nhiều bạn mến là thích đứng nói chuyện với mình để cho cười, cười cho đã, cười cho ngã ra, cười cho thỏa thích. Các bạn, chuyện ngày xưa thì có nhiều chuyện rất là vui, kể hỏi thì cũng không hết đâu, nhiều kỷ niệm vui lắm. Ngày xưa thì ở nhà mình á, ở nhà mình á, gia đình của mình á, nó cứ hay chê là con này xấu quá hay là cái gì xấu quá, cho nên mình ra đường giống như mình không có tự tin các bạn. Mình cứ nghĩ là lúc nào mình cũng xấu quá, chắc mình xấu lắm cho nên mình không có tự tin về cái sắc đẹp của mình hay là gì. Nhưng mà càng lớn tuổi thì mình cảm thấy là mình cảm thấy hài lòng với những gì mình có là mình vui rồi các bạn. Không có nên sống tự ti. Bạn ơi, mình cắm xem thử có trúng được trái Nam Việt Quốc không đó. Wow, trúng được nè. Ăn nha, nó rất là chua. Lúc nào ăn cái trái Nam Việt Quốc này mình cũng đặt là trái đá lông nheo, lúc nào chua con mắt mình cũng nheo lại hết trơn. Nhưng mà cái vị của trái này rất là ngon, mình rất là thích, bữa nào mua về làm siro uống ngon lắm. Trái này nó hơi bị mềm. Wow, kể chuyện ngày xưa rồi chuyện đi học rồi chuyện thở nhỏ, rất là nhiều kỷ niệm vui lắm các bạn. Mình nghĩ trong đời ai sống cũng có cái kỷ niệm vui hết, thì có mình kể lại cho vui ha các bạn. Wow. Cái cọng miếng này rất là dẻo dẻo, dai dai nhưng mà nó có cái độ mềm, ăn rất là ngon.
Người ta có xào trái ớt khô này các bạn. Nghĩ sao? Ngày xưa giống như ở trong nhà cứ chọc mình, nói nhà không có ai, ai cũng xinh xắn hết, có mình mày xấu quá à. Cho nên mỗi lần mình ra đường mình ngại lắm các bạn. Ai mà muốn nhìn mình hay là gì là mình cũng lúc nào mình cũng hóa trang cho nó xấu hơn bình thường, để cho người ta nhìn người ta bật ra luôn, không có thích người ta nhìn mình hay là gì đó. Đó thấy những gia đình mà giống như người ta thương người nào đó, người ta thích người nào đó, người ta mới chọc. Mà ngày xưa còn nhỏ đó, lúc nhỏ ai cũng có biệt danh hết. Lúc nhỏ thì mình ốm quá cho nên ở nhà cái chọc mình là xì ke, ốm như xì ke, nói vậy đó. Cho nên cái lời chọc hồi nhỏ trong gia đình đó không có ý gì hết, nhưng mà mình còn nhỏ đó, mình thấy rất là quan trọng. Giống như mình tưởng cái điều chọc đó là điều thật, nhưng mà thiệt ra người trong nhà thích mình, thương mình, người ta mới chọc. Người ta chọc cho vui chứ không phải là chọc để ghét. Nhưng mà lúc nhỏ cái tâm lý của mình nó rất là không có vững, cho nên cứ tưởng đâu là ở trong nhà ghét mình thiệt á. Nhỏ mà. Cua này bán ở đâu mà mình mua về mình nấu bún riêu cua được á các bạn ha. Thịt nạc quá chừng là thịt nạc. Nạc cua nó nhiều nạc hơn là cua đồng. Quá chừng ngon. Từ nãy giờ ăn được bao nhiêu rồi? Mấy con cua nó trốn xuống dưới bún này hết trơn rồi. Ngày xưa mình tới một cái đầm lầy ngay chỗ Vũng Tàu đó các bạn. Buổi trưa trưa mà nước xuống á, mình thấy cua mà cua đỏ nó bò ra đầy luôn. Cái lúc đó mình lấy cái cọng dây thôi, chỉ là cọng dây thôi, mình thả xuống cái là mấy con cua nó lấy cái càng nó kẹp vô cái sợi dây, không cần lưỡi câu gì hết, cái mình kéo lên mình bỏ vô xô. Riết một hồi mà làm vậy á, được cả 50 mấy 60 con cua về nấu nguyên một nồi bún riêu cua ăn rất là ngon. Nghĩ tới cái mùi vị cua lúc đó thiệt là ngon, nó tươi á các bạn, quá chừng tươi. Mùi cua tươi, cua rồng á nó rất là thơm. Giờ không biết ở Việt Nam cua đồng còn nhiều không ha. Ngày mấy năm gần đây nghe nói người ta xịt thuốc nhiều á, cua nó cũng bớt hơn ngày xưa. Ngày xưa á chỉ có thấy trời mưa mà bong bóng phập phồng mà nước chảy hơn nhiều nhiều á, là thấy cua đồng, thấy bò ra mình dí thêm mình bắt vô nhà nướng ăn. Ngày xưa vậy đó, nướng ăn rất là ngon. Biết cua ở đâu mà khô rang vậy, trời đang khô không biết nó sống làm sao, mà mưa một cái là thế nó bò ra ngoài đường á. Thở nhỏ thích nhất là trời mưa xong rồi chắc cái rổ với cái lon sữa bò đi bắt cá li thia rồi bắt cua đồng cá bò. Hôm nay ăn bún ngon quá các bạn, no luôn á. Ăn trúng cái xương cua nó dai. Ăn cái gì mà mình kèm thêm một miếng hành tây á, nó rất là ngon, nó thơm.
Bây giờ 1:30, 1:30 buổi chiều ở bên Mỹ, ở bên Việt Nam là các bạn đang ngủ. Chút xíu mình ăn cái này xong, mình làm video xong là các bạn thức dậy đó. Sắp tới Noel rồi, ít bữa nữa mình sẽ xổ số. Mình có mua mấy tờ vé số ở trong giỏ đó, vé số cào. Năm nào mình cũng hay mua vé số cào về xổ số ngay ngày cuối năm để xem mình có may mắn không. Năm nay mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Ăn no quá chừng rồi các bạn. Cắn miếng thịt khô nè. Rất là ngon. Chắc cũng mấy năm rồi mới ăn lại miếng trộn Hàn Quốc. Wow. Các bạn mua hành mà hành tây tím này nè các bạn. Mỗi lần mình ăn súp, ăn canh gì ấy, mình cắt miếng hành tây vô ăn nó ngon lắm. Tốt cho sức khỏe. Wow. Mỗi lần mình ăn, mình muốn ăn theo cái khả năng của mình, nhai là tự nhiên. Bình thường mình ăn hơi nhanh các bạn, cho nên quay phim thấy mình ăn hơi nhanh. Mình đã giảm bớt cái độ nhanh ăn xuống rồi. Nó ăn nhanh quá thì cũng không tốt. Ăn nhanh để làm chi? Ăn nhanh xong để đi coi con rồi nấu ăn nấu uống. Nói chung là làm gì cũng làm hơi nhanh nhanh chút xíu. Wow. Thích uống nước chua chua các bạn. Uống rồi. Nước chua chua ngọt ngọt. Rồi còn được ăn trái này nữa. Trái đá lồng nhiều. Trái này ăn một cái là nhìn quả đất chỉ còn một nửa thôi, một con mắt nó nheo lại rồi. Các bạn mua trái Nam Việt Quốc nè về uống nước thử nha các bạn. Ôi, tạm biệt các bạn thiệt đây. Đi lên làm video gửi đến cho các bạn xem sớm sớm nha. Rồi ra vườn quay mấy con thỏ cho các bạn xem nữa. Rồi còn hứa đào củ cà rốt nữa. Vậy ha. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.